nước mây trời quê ta. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo và các bạn đồng nghiệp, chúng tôi đến từ bệnh viện nổi tiếng Nghệ An tham gia hội thi tuyên truyền cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chúng tôi gồm có tôi Nguyễn Duy Khánh, tôi Ngô Thị Thanh Thúy, đồng chí Trần Thị Giang, đồng chí Hoàng Lê Na, đồng chí Lê Thị Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Tuấn, đồng chí Nguyễn Văn Phú, đồng chí Nguyễn Xuân Đạt và các thành viên khác. Chúng tôi về đây với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, cùng tiến bộ. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Ý đức đã là bấy lâu nay, yêu đoàn được hướng thường ngày, vững vàng từ tiếng làm chủ khoa học. Cảm ơn bác. Ô, ta là Vi Văn Phào ở trên Kỳ Sơn à. Ta là cựu chiến binh bị bệnh tiểu đường được điều trị ở bệnh viện nổi tiếng ta đấy mà. Ô, nhưng mà cứ mỗi lần về đây điều trị ta lại cứ nhớ tới cái bác sĩ phải rồi, bác sĩ Hằng á. Ô cái bác sĩ này là tốt bụng lắm à. Ô bác sĩ này là tận tình thương yêu chăm sóc bệnh nhân lắm à. Bác ơi, người bác sĩ ấy có tên là Hằng bác ạ. À. Ở đây không có bác sĩ tên là Hằng Nga mô à. Phả ơi, bác lại nhầm rồi cháu ơi. Dạ. Bác ơi, người bác sĩ mà bác nhắc tới là một người bình dị, lặng thầm, nhân hậu, yêu thương. Việc nước, việc nhà, tình nghĩa, sắt son. Năm tháng chỉ âm thầm miệt mài trên con đường khoa học. Vượt lên những thiếu thốn giữa đời thương cực nhọc. Yêu thương bệnh nhân như chính mẹ cha ở mình. Miệng nói tay làm không một chút ngại ngần. Có nhiều lúc bệnh nhân trong cơn mê sảng, chửi bởi tục tằn, vung tay la mắng, chỉ vẫn ân cần gần gũi yêu thương. Cháu à? Dạ. Xin chào các đồng chí. Dạ, dạ, xin chào đội trưởng ạ. Thế nào các đồng chí, anh em tập luyện có vất vả lắm không? Dạ, dạ mọi việc vẫn bình thường anh ạ. Ồ thế à? Chào chào bác ạ. Ôi chào bác sĩ ạ. Bác là... Dạ. Dạ thưa anh, bác là bệnh nhân có tên Vi Văn Phào ở phòng 402 đó ạ. Ồ thế à? Dạ. Bác nghe anh chị em ta đang hát, đang hò vui vẻ quá nên đến đây xem đó ạ. Dạ, thế thì quý hóa quá. Dạ thưa bác, anh em chúng cháu đang tập trung ở đây để tập văn nghệ. Sắp tới là chúng cháu có tham gia hội thi của ngành với chủ đề là cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ôi, dạ, bác ạ, hôm nào xong cháu sẽ kính mời bác xuống đây để cùng duyệt chương trình với anh em chúng cháu. Dạ, còn bây giờ đang trong giờ thăm khám và cho thuốc. Cháu kính mời bác về vùng bệnh để được các bác sĩ khám bệnh và nhận thuốc điều trị ạ. Ôi, dạ, dạ vâng. Dạ. Cảm ơn bác sĩ, chào bác. Chào bác sĩ nhá. Chào bác ạ. Cảm ơn bác sĩ nhá. Chào bác sĩ ạ. Nào, các đồng chí, anh em chúng ta trở lại công việc của mình thôi nào. Dạ thưa anh. Sao thế? Em không thể đóng vai tái hiện những việc làm của bác sĩ Hằng được đâu ạ. Sao thế? Sao lại không thể?
đồng chí cũng là một trong những điều dưỡng viên ưu tú. Ngày ấy thường xuyên sát cánh cùng bác sĩ Hằng để hoàn thành nhiệm vụ cơ mà. Đúng rồi. Dạ... Mà phải rồi, mọi diễn biến của quá trình đó chắc không ai tương tận bằng đồng chí mà. Đúng rồi đồng chí. Tôi chỉ biết bác sĩ Hằng đã nhiều đêm không ngủ cùng đồng đội căng mình lo cứu chữa bệnh nhân. Miếng nước không kịp uống, bát cơm cũng chẳng kịp ăn, đôi mắt trụng sâu lặng thầm dõi theo người bệnh. Bác sĩ quên cả chính mình khi con bụng mang ra chưa, lấy sức đâu mà chống chịu thăm thẳm với thời gian. Bệnh nhân nặng có chiều hướng khá lên, bác sĩ Hằng chưa kịp vui thì đã gục mình khuỵu xuống. Trời. Anh chị mới cưới nhau được mấy tuần, chồng chị lại lên đường hành quân ra đảo xa cánh trời giữa biển. Bác sĩ đã hứa với chồng góp sức mình cống hiến, coi bệnh viện là nhà, xin nguyện ứa cùng anh. Thế rồi, vào đêm ấy, sau ca cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ đã hóa mắt trượt chân, chỉ ngã xuống ra sàn nhà bất tỉnh. Nỗi đau cũng ùa theo rợn người như sẻ tay. Giọt máu anh trao mơ ước đã hóa thành chiêm bao. Vâng, đó là một trong những câu chuyện đã diễn ra trong bệnh viện chúng tôi. Những tấm gương y đức đã trở thành bài ca cho bao thế hệ chúng tôi hát mãi. Cứ mỗi lần thay ca, ta lại thấy bồi hồi nhớ lại bác sĩ Hằng mãi là một tấm gương soi. Các đồng chí, hẳn các đồng chí vẫn còn nhớ ngày ấy đơn sơ, tất cả phải dựa vào sức người. Việc bắt mạch kê đơn phần nhiều bằng kinh nghiệm. Những căn bệnh hiểm nghèo, thuốc thang thì khan hiếm. Y bác sĩ chuyên khoa thử hỏi bệnh viện có được mấy người. Một chặng đường dài như ngọn đèn trước gió lắt lay. Đúng vậy, ta không thể khoanh tay chờ đón ngày. Đúng vậy, ta không thể khoanh tay. Đúng vậy, ta không thể khoanh tay chờ đến ngày hái quả. Ta phải gieo mùa đón hạt. Người ơi, khoa học ngành y bát ngát giữa mây trời. Người thầy thuốc giỏi tài luôn dùi mài kinh sư. Giữa đại ngàn điệp trùng báo la con chữ, tìm một công năng tối ưu để cứu chữa một con người. Vâng, những căn bệnh hiểm nghèo lại có chiều hướng nhờn thuốc bạn ơi. Công thức nào để chữa bệnh cứu người giữa những mùa đại dịch? Thấu hiểu mọi căn nguyên, lãnh đạo đã bao đêm trăn trở, phải tạo thế chân kiềng tròn hướng đi vững chãi. Đó là thiết bị ngành y phải ngày thêm hiện đại, thầy thuốc chuyên khoa phải đất mực giỏi tài. Đoàn kết, tin yêu, tất cả vì mục tiêu chăm lo sức khỏe con người là con đường ngắn nhất đi đến mục tiêu ngành ta đã chọn. Ta từng bước tiếp thu công nghệ 4.0 để hòa đồng với vùng miền châu lục. Khoa học ngành y sẽ bổ trợ cho ta thêm giàu nguyện trí thức. Chúng ta tin rằng ai ai cũng hài lòng. Không một giây sao nhàng với người bệnh phải ân cần, mọi ứng xử phải nhẹ nhàng, thật văn minh lịch sự, văn minh và lịch sự. Lời người xưa đã dạy, ta nên tạc ra vì lòng. Ta trở nên phù vang, đừng bận chi với người bệnh, ta phải ăn cơm yêu thương người bệnh. Bao năm dài thăm mơ thăm, dầm nắng sớm trời mưa.
hạt lúa phủ mãi cả cuộc đời cứng nhọc, một kiếp người có nhau. Họ là cựu chiến binh một đời trần mạng, quen năm suối trôi mùa rừng, nhiệt chất đông rồi mấy oxy, vết thương cùng chữa lành bệnh tật lại hoành hành. Họ có đến thấy đến cuộc, họ tìm đến thấy đến cuộc. Vâng, ta thấu hiểu nguồn cơn, ta cảm thông cho người bệnh, sẻ chia lúc hoạn nạn, lúc nghiệt ngã lâm chung. Lời bác thiêng liêng ta tác giả ghi lòng, lương ý như từ mẫu mãi sáng trong tim mình. Ta phải thật sự có năng lực chuyên sâu, không mang sáng giàu, không mang gì bồng lồng. Ta dâng hiến cuộc đời trên con đường khoa học, cho trọn nghĩa lương y vì hạnh phúc con người. Ta hát câu ví dặm giữa ngày mới xuân vui, đất trời xứ nghệ vang vang mùa nắng soi. Một vườn hoa ngày đi thắm mau rực rỡ, ta sánh vai cùng bạn bè đồng sống cơ mơ, ý đức là bài ca. Ta dâng trọn cuộc đời. Phần thi tiểu phẩm của Bệnh viện Nổi Tiếng Nghệ An đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo và các bạn đồng nghiệp lời chúc sức khỏe. Chúc hội thi thành công tốt đẹp.